Hết bão số 1, tiếp tục lại đón cơn bão số 2. Mình hưởng ứng cái phong trào á, ở nhà cho lành á, còn gì thì ăn ở nấy. Sáng lục tủ lạnh á, thì còn một ít thịt thì mình đem ra mình làm thịt kho với mắm chưng. Còn ít tép á, thì mình làm tép chiên bột luôn. Cũng cái giường quen thuộc, mình ra mình hái rau tiếp nha. Đây rau không mình nổi, hái đậu ăn vẫn thơm. Thôi quý và hái đậu sôi nháy thật, sau khi cắt nhỏ thì bỏ vô cốt xe dưỡng ra. Bữa nay mình sử dụng mình chân mắm với loại mắm xay sẵn này nè, cái này sử dụng 2 muỗng ăn canh. Thịt thì mình cũng bỏ vô, sau đó mình đập 2 cái trứng quăng vô luôn, mình nêm nếm miếng đường với miếng hạt nêm, rồi cắt thêm ít hành lá vô nữa, mình trộn đều lên. Mọi người có thể ăn tiêu hay ớt gì đó thì có thể bỏ vô, còn cách nêm nếm thì tùy theo mọi người thôi. Bỏ vô chân cỡ 30 phút, trong lúc chân thì mình đi xay tôm, mình làm một ít đồ chiên cho con gái. Bữa nay làm cho con gái nhỏ ăn nên cơm mình xay nhuyễn ra luôn. Ở đây mình sử dụng nửa bọc bịch bột chiên giòn á, mình pha với ít nước với ít hạt nêm, sau đó mình đánh đều lên. Tôm đã xay nhuyễn á, thì mình bỏ vô mình đánh đều lên luôn. Khúc này á, thì mọi người có thể bỏ thêm hành lá, trứng, một trứng gà cũng ngon. Cái phần tôm hồi nãy hôm nay mình có sử dụng một ít khoai vào, bỏ vô chiên. Bắt cái chảo lên bếp, mình đổ dầu vô, chừng nào dầu sôi thì mình dục bẹp cái phần khoai với phần bột nãy vô. Cho khi nó vàng đều một bên thì mình lật lại bên kia, cho nó vàng đều hai bên thì mình gấp ra. Mình chiên vậy lần lượt cho đến hết luôn là được rồi. Mắm chưng của mình cũng xong rồi nè. Đây có thêm vài lớp ớt nữa sẽ đẹp hơn nha. Tại gái mình ăn nên mình không có ớt nha. Mời mọi người ăn cơm cùng gia đình mình nha. Rồi em ăn cơm không em ơi? Chấm gì nó ngon nè. Tép chiên bột mà cộng với khoai nó ăn giòn giòn, chấm miếng nước mắm chua chua mà ngọt ngọt nữa. Trời ơi, ta nói nó ngon. Thôi video mình đến đây cũng kết thúc nha. Bye bye cả nhà.